Chúng em là tập thể lớp 8A trường Trung học cơ sở Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang để tham gia liên hoan tiếng hát tuổi hoa do hội đồng đội huyện Lạng Giang tổ chức. Chúng em xin trình bày ca khúc Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh, Ngôn Thiếu Niên Nhi Đồng, nhạc vào lời Phong Nhã.